Xin chào các bạn và chào mừng đã quay trở lại với channel Bức Thư Gaming. Đã lâu lắm rồi mình chưa chơi game Minecraft này. Cho nên là hôm nay mình lại có cái tâm trạng, mình lại có cái sự gọi là muốn sáng tạo và muốn nuôi động vật, cho nên là mình mới quay trở lại với game Minecraft. Thì tình cờ mình phát hiện rằng Minecraft bây giờ đã ra phiên bản 1.15.2 rồi. Nó là quá thay đổi so với lúc trước. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu vào cái việc là tạo thế giới luôn. Thế giới mới mình sẽ đặt tên của nó là khu vườn động vật. Lúc sau mình sẽ sửa và mình thêm dấu vào. Ôi, chết, quên mất. Mình quên khoe cho các bạn cái skin. Ôi trời ơi, đây. Đây chính là cái skin của mình. Cái skin này là cái skin mà mình đã tự vẽ, mình đã tự tái hiện cái hình ảnh con sứa trong avatar của mình. Các bạn thấy như nào, có gọi là chuẩn, có đẹp không? Rồi, xin chào các bạn, mình là Bức Thư Gaming đây. Rồi, cái phần giới thiệu cái skin như thế là kết thúc. Thì mình có cả cái mod Not In Not Item này ở đây để cho có thể xem công thức một cách dễ dàng. Mình nghĩ là một số cái item mà mình cài mod vào thì nó sẽ không có ở bên đây đâu. Cho nên là mình cài cái này cho chắc chắn. Rồi, đã có cái bàn chế tạo rồi. Thì Minecraft á, mình cũng không có còn chơi nhiều như hồi xưa, nó cách đây khoảng chừng 5 năm về trước. Nói chung là cái thời tuổi thơ của mình thì mình có chơi Minecraft. Và khi đó thì là mình chơi giỏi nhất là ở cái phiên bản 1.7.10. Cho nên là bây giờ ra quá nhiều cái thứ mới rồi, có lẽ là mình sẽ không còn, gọi là cái trình độ mình sẽ không còn được như xưa nữa đâu. Ê, rồi, đầu tiên hết là mình cần phải làm cái cúp. Cái phong cách chơi của mình thì nó khá là dễ hiểu rồi. Chắc là bạn nào thì nếu mà chơi Minecraft nhiều, các bạn cũng sẽ làm như vậy thôi, là mới vô phải làm nhanh chóng cúp liền. Rồi, mục tiêu ngày hôm nay của mình là xây một căn nhà. Khoan, để mình đào ba cục đá cái đó. Mục tiêu của ngày hôm nay của mình là xây dựng một căn nhà. Sau đó thì mình muốn là làm cái vườn hoa để có thể ăn được, để có thể trồng lúa mì để làm bánh mì ăn, để dụ, còn lúa mì còn thể dụ được mấy thú cưng về nữa, dụ được bò với lại cừu này. Rồi, vứt cái cúp đó đi và làm thành một cây cúp đá. Bây giờ thì mình cần sắt ngay vào luôn. Mình cần sắt ngay vào luôn để kiếm ra cái, để làm cái kéo, sau đó thì kiếm cù và cắt lông cù. Mình nghĩ là cái công việc này của mình lúc này là chỉ có đào xuống dưới đây mà thôi. Đó, Minecraft thì đúng là một cái game nó, thật là nó có cái tính sáng tạo cao và nó rất là thú vị. Dù là cái ở độ tuổi nào đi cho nó, chúng ta vẫn có thể chơi được. Mình cũng rất là muốn làm ra một cái server để chơi chung với các bạn, nhưng mà mình không biết phải làm như thế nào. Nếu làm server thì chắc là chơi sẽ lắc lắm. Chắc là mình nên làm cái cây đuốc đi. Chặt luôn cái cục này. Rồi, mình có thể làm đuốc bằng gọi là lò nung này. Rồi. Đây là gì đây? Không biết là mình có lấy được cái, mình có lấy được cái này không? Cái này là cái gì? Đập có vẻ cứng đây. Này có khi nào là trái nho không ta? Ghostberry. Cái này chắc là nằm trong bản mod của mình rồi. Để lát nữa mình đói mình thử ăn cái này xem. Nếu mà ăn được cái này thì nó quá là tuyệt vời rồi. À đây, có cây đuốc rồi. Rồi, cây đuốc. Đặt cây đuốc bên đây. Sao mà nhìn nó, nhìn Minecraft giờ nó đẹp quá ta. Nhìn Minecraft giờ nó khá là đẹp và mình có cảm giác như là mình đang xài cái ta đời. Rồi, đào xuống. Có than đây rồi, nãy mình đào thêm một chút nữa thì mình đâu có bị mất một cục gỗ. Nhưng mà không sao. Rồi, đào thật là nhiều vào nè. Ở gần than thì chắc chắn là sẽ sắp tới được sắt. Sắp tới được sắt rồi. Nói chung là nó hiệu quả hơn nếu mà mình đi vào hang, nhưng mà hiện tại là mình chưa có đủ đồ ăn. Vào hang bây giờ rất là mạo hiểm.
Mình tính là sẽ xây nhà ở cái nơi mà mình sinh ra luôn á. Như vậy thì có khi mình bị mất cái giường, mình chết rồi mình vẫn có thể hồi sinh lại được. Mình cũng tính là chơi ở cái chế độ siêu khó rồi à, mình tính chơi ở chế độ siêu khó đấy, để cho nó mang tính thử thách một chút. Chúng ta chỉ có một sinh mạng thôi, nhưng mà mình nghĩ lại rồi à, mình sẽ xây dựng một cái thành phố khổng lồ. Mình sẽ gọi là cái lần này mình sẽ tạo ra một cái map Minecraft, mà trên cái map này mình sẽ xây hết sạch cái map này, toàn bộ đều là nhà của mình. Mình sẽ tạo ra một nơi để cho động vật và dân làng ở. Đó, mình trước khi mà bắt đầu chơi Minecraft, trước khi mà làm cái series này mình đã nghĩ như vậy. Dạo gần đây thì mình đắn đo cái vấn đề đó, không biết mình có làm được hay không, nhưng mà mình sẽ cố gắng để mà xây dựng nguyên một cái thành phố khổng lồ ở trong Minecraft. Ôi trời ơi, sao mà than nhiều thế? Nãy qua nói chuyện không để ý nhưng mà mình đã gần lên được một stack than rồi còn gì. Wow. Ê. Thì dạo gần đây mình cũng có chơi iSoZo này, vào trong đó cũng xây nhà, thu thập nguyên liệu. Nhưng mà nó cũng khiến cho mình có cái cảm giác muốn sáng tạo cái gì đó. Đó, cho nên là mình vào Minecraft để mình xây nhà. Dù là cái trình độ xây nhà của mình thì nó hơi kém một chút, nhưng mà có thể là mình sẽ tìm những người xây nhà hay và mình học hỏi. Lát nữa chắc là mình sẽ xây một căn nhà mà theo cái kiểu đầu hũ thôi, đơn giản đơn sơ. À khoan, đúng rồi, quên mất. Ấy chà, mình đó, tối chưa chưa tối đúng không? May quá, trong cái khoảng thời gian này mình nên lấy thêm một chút gỗ nữa, để lỡ có tối thì mình, để lỡ có tối mình còn có cái mà để ăn được. Chặt cây thì biết đâu mình có thể tìm thấy táo. Mà có cái cỏ nho này nữa này. Ở đây mình sẽ cho các bạn xem cái bản mod này. Đó, mình chỉ cần chặt một cái thôi là cây nó tự rụng xuống. Mình rất là thích cái mod này tại vì nó đơn giản hóa cái vấn đề chặt cây đi. Dù là nếu mà phải chơi một cách đàng hoàng nghiêm túc đó, thì chặt cây từng cục một nó mới hợp lý, nhưng mà thôi, nó chỉ cướp đi thời gian của mình nhiều hơn thôi. À, không biết là loại cây này là loại cây gì nữa ta. Sao nó lại có mọc những cái quả mà góp berry như thế này. Ui, sao cái cây bạch dương cao thế? Hy vọng là lát nữa táo sẽ rớt xuống từ mấy cái cây này để tối nay mình có đồ ăn. Đừng 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 đừng. Nhưng mà xung quanh đây không có một động vật với cả nước nào nhờ. Mình không biết cái này là ở trong cái bio nào nữa. Mình có cài cái mod để mà làm cho bio nhiều hơn, phong phú hơn ấy. Ô, lại có quả gì nữa này? Quả gì đây? Quả lê à? Ô, quả cam. Ê, để mình xem với cái quả cam này chúng ta có thể làm gì không. Với quả cam này chúng ta có thể làm được nước ép và cả cái gì nữa này, tại bánh gì à. Nói chung là cái này thì mình chưa biết. Ô. Ô. Có thể làm được cây cam này. Nhưng mà có thể làm được cây cam với tất cả mọi cái hạt giống của cây. Rồi. Vậy thì mình sẽ lấy một ít về, hy vọng là cái trái cam này có thể ăn được luôn mà không cần phải qua chế biến. À, bây giờ mình chưa có đủ dụng cụ để chế biến đâu. Vì sao cây? Thôi để, chắc là đợi lá rụng thì cây nó cũng sẽ tự rụng thôi. Mình lấy được khoảng chừng 5 quả là đủ rồi. Wow, cây bạch dương nhưng mà lá vàng. À đúng rồi, mình có cài một cái mod rồi, mod thời tiết nữa. Ủa, à đây đây đây. À đúng rồi, mình chơi Minecraft dễ bị đi lạc lắm, phải cẩn thận cái vấn đề này nữa. Ôi chết, gần hư rồi. Nhanh thế. Để làm thêm một cây này nữa. Rồi, thêm một cây rìu. Như thế là đủ. Nên để cho chắc cú mình sẽ làm một cây xẻng và một cây cây này. Để mình tìm được nguồn nước thì mình sẽ trồng cây. Ồ, đây là mầm cây à. Cái cây này chưa rụng nữa ta. Chắc là mình sẽ đem hai cái này xuống dưới hang của mình luôn. Để tối nay mình không có ra được thì mình sẽ ở đó mình sống.
để tránh cái đêm nay khi mà cái bọn quái thú nó đã tấn công mình. Nên mình sợ nhất là con Keleton thôi. Và cái thời điểm này thì mình chưa đủ khả năng để mà tấn công lại nó khi mà mình không có cái khiên. À, không biết là nhìn thấy cái kim này của mình thì tụi nó có sợ không? À, để đây đi. À. Ồ, đây có thang này. Mình thì mình không thích làm cái kiếm nha. Cái kiếm là khi mà vô hang á, đánh ở cái không biết các bạn như thế nào, nhưng mà khi mà vô hang thì đánh nhiều đối tượng cùng lúc thì mình thấy là mới cần cây kiếm thôi. Chứ bình thường mình thấy cây rìu đam nó vẫn ngon hơn. Con Reaper thì cây rìu đá chỉ cần khoảng tầm 3 phát nhỉ là đủ diệt nó rồi. Nó đào cái đống than này đi. Rồi. Wow. Thật sự là mình đã lấy được hơn 1 tấc than rồi, không sợ bị hết than luôn, nhưng mà không có cái gì để đốt lên cả. Mình cũng không tính giết động vật ở trong game này. Cái tiếng gì thế? Mà bây giờ mình thấy nè, ở trong phiên bản này có cả ong, có cả sói. Sói hay là không phải sói mà là cái con gì, con phót, con cáo đúng rồi. Mà mình rất là muốn nuôi cáo, mình không biết là con cáo thì nó thích ăn cái gì. Với là nếu mà bạn nào biết con cáo thích ăn gì thì có thể chỉ cho mình biết được không? Mình biết là có nhiều bạn đây rất là gọi là rành về cái mảng Minecraft này. Đang tính là sẽ tạo ra một cái sở thú này. Cái con đầu tiên mình muốn nuôi nhất là cái con gấu trúc panda. Mình rất là thích cái con đó. Và cả mấy con gấu Bắc Cực nữa, nhưng mà mấy con gấu Bắc Cực thì hơi bị khó. Phải đi tìm cái nơi mà có mấy cái tảng băng trôi thì mới có con đó. Bây giờ mình đã có 6 cục sắt rồi. Nhưng mà nãy ở trên kia không có cừu. Giờ thì chắc trời cũng tối rồi. Trời tối thật rồi. Đợi chút đã. Mình cần phải dựng một cái gọi là cái dấu để cho biết để biết là mình đào cái hang ở đây. Để lát nữa mình có đi ra ngoài thì mình cũng không bị lạc đường. Nó chặn đây là được rồi. Ê, tốt. À. Mở đầu khóa là thuận lợi, có đủ rồi. Bây giờ mình cần cái kéo để cắt nhanh lông cừu làm giường ngủ. À nhưng mà ổn không đây? Để sắp xếp vũ khí lại cho nó đàng hoàng một tí đi. Rồi, có cái rìu này trong tay thì cũng không có sợ lắm. Tiễn. Oh shit. Nhầm, ở trên đây mới đúng. Hy vọng là cái đêm đầu tiên như thế này thì tụi nó sẽ không có mặt ở đây sớm, tụi nó sẽ không bon ra sớm. Cừu ơi, không có nghe thấy tiếng một con động vật nào cả. Mình sẽ đi thẳng về hướng này chứ mình không đi qua bất kỳ một hướng nào khác để tránh cái sự lạc đường. Trời, ở trong cái khu rừng này toàn là cây bạch dương không luôn ấy. Đây là trái gì đây? Ôi, Keleton. Mình đang không xài bản Optifine cho nên là mình không thể phóng to lên được. Ồ. Quay. Reaper. No. No. À, không có một cái con động vật nào ở đây hết là sao? Trời ơi, Reaper. À đúng rồi. Mình cũng muốn nuôi Reaper nữa các bạn. Ôi, no, nhện. Ôi, thôi, quá là ghê. Ban đêm không nên đi ra ngoài. Biết bờ kìa. Ôi, sao nhiều thế? Ôi, đừng, trời, sao nổ vậy? Không biết là đặt tên như thế thì con Reaper nó có bị mất không? Tại vì theo mình biết là... Đó, thấy không? Cái rìu mà các bạn thấy nó như thế nào? Chỉ cần hai phát thôi là con Reaper đi rồi. Nhưng mà phát thứ hai là do rít. Mình thấy là trong game này hình như là khi mà đặt tên cho một con động vật hoặc là đặt tên cho một cái con quái vật nào đó thì nó sẽ không bị biến mất theo thời gian.
ôi cái khu vực này đang đẹp đẽ như thế này mà bị bể ra rồi, nó bị nát ra rồi tại có creeper nãy nó nổ. Mình sẽ đắp lại. À, nhặt được hạt giống luôn, tốt ấy. Rồi chắc ở đây mình không xây nhà được rồi, tại chỗ này không có một con động vật nào cả. Không biết giết nhện thì có làm được len không nhỉ? Đâu thử xem coi. Nãy thấy bọn nhện nhiều lắm, sao giờ không thấy con nào nữa hết vậy? Đến cây rồi. Ở đây đây nghe tiếng rồi. Nhện đâu? Đâu nhỉ? Ở đây đây đây. Không drop. Drop đi chứ. Trời, chỗ này nhiều cây quá khó thấy đường ghê, cắt chặt bớt cây quá. Sẵn mình lấy cái gỗ bạch dương này, lát nữa mình xây nhà từ nó luôn. Gỗ bạch dương thì xây nhà rất là đẹp nha. Ồ đây creeper. Ôi heo, tôi đã đi ra xa lắm rồi mà sao ông còn nổ. Rõ ràng là mình đi rất xa rồi. Cái cây này ôi ôi ôi, no chết rồi, cái rìu chậm quá, cái rìu hơi chậm. Tấn công mấy cái đối tượng mà không di chuyển ngu như zombie thì được, chứ còn mà tấn công mấy cái đối tượng mà có thể vừa chạy vừa bắn như là con ke thì hơi bị khó. Thôi, không chơi với tụi nó nữa. Rồi ăn được không? Ôi ăn được các bạn ơi. Cái khu vườn này không đến nỗi tệ lắm khi mà mình có thể ăn được. Rồi. Kiếm một chút điểm kinh nghiệm sớm để sau này engine nó dễ hơn. Mình phải không để chết đâu, tại vì mình có cái kinh nghiệm gọi là chơi siêu độ siêu khó rồi. Hồi xưa khi mà mình không quay video, lúc đó mình chưa làm YouTube thì mình cũng đã chơi siêu khó rất là nhiều. Mình toàn bị chết nhảm không. Cái chết mà mình cảm thấy đau nhất là cái chết mà khi mà mình đã kiếm được rất là nhiều tài nguyên khoáng sản và mình xây xong nhà, mình làm được cái khu vườn rồi, thì mình vào một buổi sáng sớm đẹp trời khi mà mình tính ra khỏi nhà để nhân giống cừu, thì bỗng nhiên có một con nhện đằng sau lưng mình nó tấn công, mà khi đó quá bất ngờ cho nên không quay lại kịp. Ô, cái cam khá là ngon. Ke đâu? Anh Ke đâu? Tôi nghe thấy giọng của anh đấy. Nghe thấy kiến lấy két. Đây mình lấy mầm cây thôi. Cái cam có vẻ được cho nó lát nữa mình lấy thêm một vài quả cam nữa. Mấy con vậy? Ông gặp ai chứ ông gặp tôi là không có chuyện đó đâu nhá. Cái trình độ chơi Minecraft của mình thì nó không có xuống đâu. Cái trình độ tấn công mấy con này cũng không có xuống. Ở cái này gọi là trình độ chiến đấu mới đúng chứ. Rồi nhện. Khoan, sao đói nhanh thế? Từ cái phiên bản 1.8 chưa đi thì phải ăn thì là phải ăn đầy thì nó mới hồng máu. Một con nhện. Ô, táo đây rồi. Nhưng mà mình có cam. Chết đi. Ồ, lên được level 8 rồi. Nếu mà mình muốn thì mình có thể tìm được kim cương ngay và luôn, cho nên là mình cũng không phắn gì cả. Mình có thể tìm được kim cương và làm được bàn chế tạo trong ngay từ cái tập đầu tiên. Cái bàn gì? Cái bàn engine từ cái tập đầu tiên luôn. Mà vậy thì tiến độ nhanh quá. Hết đề tài để làm video. Cái chính là do nó có thêm nhiều yếu tố mới cho nên mình mới chơi thôi. Nên mình bắt buộc phải làm những cái yếu tố mới đó. Mình rất là muốn những cái yếu tố mới đó. Tại sao lại không có rớt? Tơ nhện ra là sao? Trời sáng rồi. Trời sáng rồi. Mấy cái cây này sao nó không rụng lá nhờ? Mình nhớ là sau khi chặt cái cây rồi nó sẽ phải rụng xuống cơ mà. Rồi gỗ bạch dương nằm trên đó. Cả cái cây này nữa này.
Hay là do nó có sự liên kết với nhau? Chặt hai cái cây xung quanh xem như thế nào. Wow. Lấy được khá nhiều đồ rồi, nhưng mà theo mình thấy thì ở chỗ này nó không còn gì để mình ở nữa cả. Mình tính xây cái nhà ở cái nơi đầu tiên này cơ, nhưng mà do là không có động vật. Không có động vật thì rất là đau khổ, cho nên là mình phải đi. Mình muốn nhanh chóng được nuôi cừu. Ơi, bây giờ thì mình sẽ xuất phát cái chuyến hành trình gọi là đi tìm cái vùng đất lý tưởng để mình có thể xây được ngôi nhà mơ ước của mình và cũng như là nuôi cừu. Ôi. Ôi. Hết sợ. Ồ, nghe thấy tiếng cây lại tên. Trời trong. Ủa sao ông bắn được hay vậy? Ông Kelly bây giờ tiến hóa ghê quá. Nhớ hồi xưa nó có chạy nhảy rồi đó. Ô heo. Heo. Nhưng mà mình không có cà rốt. Heo ơi. Ăn táo không? Heo ơi. Không ăn táo à. Cam thì thế nào? Cam này heo. Nó không thích ăn mấy cái quả này rồi. Sao trong cái khu rừng này có nhiều loại quả mới lạ nhỉ? Cái này là quả gì đây? Ô, avocado bơ, có quả bơ nữa. Cái này là chanh nè, mà không biết cái này là gì. Ở bản mod thì tất nhiên là tiếng Anh rồi, mình đã chỉnh tiếng Việt nhưng mà vẫn tiếng Anh. À, heo thì mình đáng tiếc vì mình không có cà rốt, nếu mình có cà rốt thì mình có thể nuôi được nó. Ô, cừu, cừu đây rồi các bạn ơi, nhưng mà lại không có nước. À, coi tất cả các lông cừu trước đi. Ô, ba lông luôn. Nhanh thế không? Nhanh thế. Mình cần nước ngay và luôn để mình làm nhà chỗ này. Chỗ nào có cừu là chỗ đó có mình. À. Rồi, đầu tiên hết là mình cần phải nuôi cừu. Cái hạt giống này chỉ trồng ở mùa thu được thôi à, mùa thu với mùa hè. Ở trong game này thì bây giờ mình đã cài một cái bản mod rồi, bản mod thời tiết, cho nên nó sẽ có thời tiết. Mà mình không nghĩ là nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc mình trồng cây luôn ấy. Thôi kệ, không sao. Nó có thể cái yếu tố này nó sẽ thú vị hơn rất là nhiều. Rồi đầu tiên hết là mình sẽ làm cái chuồng cho mấy con này ở, con cừu ở. Rồi đồ vào cái lò nung này thì để trên cái này đi. À thôi kệ, vậy cũng được. Mình sẽ bấm nút Y để tự sắp xếp đồ lại một cách gọn gàng. Đây là cái mod huyền thoại nhất mà mình từng biết. Ô cừu. Dễ thương quá. Rồi, có xô nước và bây giờ bắt đầu chuyến hành trình đi tìm nước để mà làm đồng thôi. Nước ơi. Cái gì? Có điều này xảy ra sao? Ta có thể lấy cáo, táo từ cây táo. Đây là cái điều mình gọi là với nó là nó quá là hiện đại trong Minecraft luôn. Minecraft thì cây nào nó cũng có thể rớt táo được, nhưng mà đây là lần đầu tiên mình thấy cây táo rớt, có cây táo để có thể lấy táo. Táo này thì mình có thể cho con lừa thì phải, con lừa ăn. Không biết là mình có thể dụ con lừa về bằng cái táo đó không. Ồ, chắc là nước nằm ngoài đây rồi. Ui, có cả bí ngô nữa. À, không phải bí ngô, chỉ là cái cây đó màu cam thôi. Ồ, bên đây cũng có cừu này. À, như thế thì hơi bị phân vân. Có thể mình sẽ đi về, mình lấy những cái thứ mà mình vừa đặt ở đó để mình đi lại cái chỗ có bờ sông như thế này để mình xây nhà. Như thế nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều. Không phải là sông, nó như là biển. À, ngoài biển thì nó có rất là nhiều tài nguyên luôn, và mình cũng muốn đi xuống biển nó lấy tài nguyên nữa. Mình sẽ làm một cái hồ dưới đáy biển để nuôi cá. Ở dưới biển thì đúng rồi, làm một cái hồ mà cái kiểu giống như cái thủy cung ấy, làm cái đường mà bằng kính để đi dưới biển. Cái ý tưởng nó cũng rất là tuyệt vời, mình muốn làm từ rất lâu rồi nhưng mà mình lại không đủ trình độ để làm. Đâu rồi? Ủa, ở đây 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 đây, tôi nói là lại lạc đường nữa thì chết. Mới đây thôi mà. Rồi
Chết rồi. Đã quá nhiều đồ rồi. Sắp xếp lại. À, thịt thối không cần. Thịt thối thì để đó cho mấy con sói ăn cũng được, nhưng mà làm vậy thì không hay cho lắm. Dù sao thì nếu mà mốt bắt được mấy con sói, nếu mà mình gọi là cái thần chủng được tụi nó thì mình sẽ để tụi nó ăn ngon một chút. Nhưng mà tụi nó thì ăn thường ăn thịt, đúng rồi, tụi nó ăn thịt, mình thì không muốn giết bò cho lắm. Thôi chắc là cũng được, cho nó ăn thịt zombie cũng được. Để mình không phải giết mấy con bò là được rồi. Rồi đây, đây chính là cái khu vực lý tưởng nhất để mà ngày hôm nay chúng ta có thể xây nhà. Sau mình sẽ xây nhà ở cái thung lũng này để nhìn ra biển. Bây giờ dưới biển có cả là san hô. Có một cái hang nữa để mình có thể mai ở đây luôn. Mía. Nhưng mà mía thì cũng được. Đồ full rồi. Vứt cái gì đây? Cái đá này đi. Đây đây đây, có cá bơi này. Cá bơi này. Có cả thuyền chìm nữa. Khả năng là mình có thể tìm được cái bản đồ kho báu để mà mình... Hơi giật chút. Cái vùng này thì mình chưa loát. Nhưng mà cái chỗ này nó cũng rất là tuyệt vời đấy. Mình thì mình đang muốn có cây tre hơn là cây táo. Cây tre để cho gấu trúc ăn ấy. Cái đó cây tre hay cây trúc ta? Không biết cây đó cây gì. Mà đại khái là cái cây đó nó mọc rất là cao. Nó một cái cây mọc rất là cao nè. Nếu mà các bạn có sử dụng cái cây đó thì có thể đó mà... Dù các bạn đi xa, các bạn mỗi lần các bạn đi á, là các bạn đặt một cái cây như vậy trên đường. Lát nữa nó sẽ mọc cao lên và các bạn có thể biết được đường về. Đó, mình thích cái loại cây đó là như vậy. Chịu có thể cho được gấu trúc ăn nữa. Rồi, cái khu này thì mình sẽ xây nhà và cái khu này chắc là mình sẽ... cái khu này thì để nuôi cừu đi. Bên đây nè. Đây mình sẽ để dành để trồng trọt. Đâu rồi? Đây. Táo vào nè. Hiện tại là món táo là cái món ngon nhất rồi. Vậy thì chắc là mình cần phải đào vào trong. Đào vào trong một chút. Làm đường đi rộng chút để mình di chuyển, không dẫm phải cái này. Ủa sao mà đói nhanh thế. Nhầm. Đúng rồi, bây giờ cây sẻn có thể làm được kiểu đó nữa. Mình có thể dùng cái cách đó để làm đường cho đẹp cũng được. Rồi mình sẽ trồng cây tạm thời ở đây. Sau này mình sẽ làm cái vườn cây hoàn chỉnh hơn. Có cái này rồi thì mình có thể dụ được cừu vào đây. Bây giờ thì sẽ chặt cái cây này xuống và xây nhà thôi. Sẽ bắt đầu cái gọi là hay xây nhà, cái việc xây nhà của mình. Đặt rương ra đã. Tất những thứ không quan trọng đây. Khoan đã, mía mình nên trồng. Lá cây sồi. Cam để đây để mình ăn. Hang cất vào. Lá củi cất vào. Đây gỗ này để lại. Gỗ để lại xây nhà. Tờ nung để đây đi. Tờ nung chắc mình cũng không xài tới trong một cái khoảng thời gian này đâu. Bây giờ gần tối rồi, làm giường luôn đi. Đúng rồi, bây giờ làm giường nó có thể làm được đủ màu sắc thì vậy. Ơi, mình sẽ để ở đây để ngủ. Vẫn chưa ngủ được. Mình chỉ cần bấm vào cái giường thôi là nó điểm hồi sinh ra được cái đặc. Bây giờ quá đó, tuyệt vời luôn. Nếu mà chơi server thì không còn gì tuyệt hơn nữa. Server thì không phải ai cũng ngủ vào bữa tối. Mình đang tính làm gì thế? Rồi. Mình thích cái gỗ mà cái gỗ thông hơn. Cái gỗ thông thì nó đen đen. Nó đen đen nhìn nó sẽ đẹp hơn. Không, vậy đúng rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi, lắp ở trên đây lại nữa là xong cái đầu hũ.
Xong ngôi nhà đậu hũ của mình đã hoàn thành. À, có đuốc này, để mình làm thêm một vài cây đuốc nữa. Rồi nhà tối quá phải có đuốc. Ở ngoài đây cũng phải có đuốc, ở đây cũng nên cắm đuốc cho chắc chắn. Chưa lớn à, đúng rồi, nãy như mình có lấy được xương của con ke thì phải. Nhưng mà bây giờ mình cần phải làm cái ngôi nhà nhỏ để cho mấy con cừu ở. Thôi, mình chưa làm nhà cho tụi nó ở đâu, bây giờ mình cứ lấy đại hàng rào là được. Hàng rào Bạch Dương này. À, cái cửa mình sẽ làm bằng cái này. Ôi. Mình tính là sẽ làm một cái gọi là cái chuồng ở bên đây. Cái chỗ này có vẻ rộng và khoáng đãng đây, cho mấy con cừu có thể ngắm được biển luôn. Ô, có hạt giống rồi. Ôi, nó hơi lệch một chút so với cái dự định của mình rồi. Thôi kệ, cũng không sao, vậy là được rồi. Ờ, mình có đem mía này trồng luôn. Trồng ở đâu đây? Để trồng đại đây đi. Rồi, cái bước đầu tiên đã hoàn thành. Bước thứ hai mình sẽ là phải đi dụ mấy con cừu về. Mình sẽ đặt cái này ở đây. Ôi, mình cứ ảo giác, mình tưởng mình nhìn thấy một con cừu ở đó. À, lấy bột xương. Đây xương. Như đây đã đủ chưa? Ê, sao đây không được? Không đủ ánh sáng à? Không đủ ánh sáng rồi. Ê, sao kỳ vậy ta, sát gốc không được à? Ok, vậy thì chắc là mình sẽ phải tìm một cái cách nào đó quá. Rồi. À, nghe thấy tiếng cừu rồi này. Cừu ơi. Ở đây có heo. Cái cây này mình sẽ chặt luôn. Ô, cừu kia rồi. Nó kia rồi. Ở đây là một cái ngọn đồi mà cừu với cả heo đều sống với nhau một cách nên rất là vui vẻ. Và tương lai tụi nó sẽ nằm ở trong thành phố của mình. Một con cừu thôi sao, mình muốn thêm một con nữa, hai con. Khi nãy có một con cừu màu nâu nữa. Ờ, à, đi nào cừu. Đi. Ôi. Chắc là mình sẽ sử dụng đến cái này rồi. Ủa? Ô, ô, mày dẫn đường cho tao đến à. Cảm ơn mày nhé. Đi nào cừu. Con kia đâu, đúng rồi, hai con cùng đi nhá. Ừ đúng rồi, yay. Hai con cùng đi với mình rồi các bạn ơi. Ôi. Ôi, 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 no, no, no. No, 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 no. À. Các bạn mà xem mình chơi Minecraft thì các bạn sẽ không bị gọi là cảm thấy khó chịu cho cái vấn đề mà dụ cừu hay là dụ mấy con xúc động vật vào trong chuồng đâu, tại vì kinh nghiệm của mình nó quá là cao rồi.
chứ không phải là phải mở cái cửa này ra rồi hai con kẹt lại không vào được trong đây rồi khi mà gọi là kiểu đi ra thì bị mấy con cừu chạy ra ngoài không có. Đối với mình là chuyện đó không thể xảy ra luôn. Ok. Rồi, chuẩn bị nhé. Chưa 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 chưa. Yay. Ồ, mới vừa sinh ra là đang rồi, nhanh thế ông. Đúng là cái bản năng của động vật nó là như vậy. Lát nữa mình sẽ bây giờ trời nó tối rồi. Vô cái giường vô nhà rồi ngủ luôn. Ngủ đây đi. Hey. Vậy là một ngày làm việc vất vả nữa đã trôi qua. Và cái ngày hôm nay là cái ngày mà mình gọi là tiến hóa nhanh nhất khi mà mình đã xây được căn nhà và làm được cái chuồng luôn. Rồi. Cắm đuốc ở đây để cho nó không sản sinh ra. Cắm đuốc đây cho nó sáng nhiều chút. Cắm đuốc ở trên chuồng. Đấy. Trứng zombie. Đây. Kẹo. Lấy đi, lấy đi. Trời. Không lấy được rồi. Không sao. Rồi bây giờ thì mình làm cái này nữa. Mình làm cái cuối cùng trong cái video ngày hôm nay, và mình nghĩ là chắc các bạn cũng đoán ra được mình sẽ làm cái gì rồi, cho nên là mình mới phải đi cắt lông của cừu như thế. Hunteron. Xài xài công thức đó chính là cái tấm này. Có cái tấm này thì nó sẽ rất là lợi luôn. Đây. Với cái tấm này chúng ta có thể nhảy lên đây và đi vào trong lấy lông cừu sau khi cắt được, và có thể đi ra ngoài đây một cách dễ dàng. Nhưng mà cừu thì nó sẽ không thể ra bên ngoài được. Đó. Rồi. Vậy thì sắp sửa mình sẽ kết thúc cái video này lại tới đây. Bây giờ thì nhìn mặt mình lần cuối nha. Rồi. Video này mình sẽ kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu mà các bạn thấy thích video này hãy bấm cho mình một like, đăng ký nếu các bạn là người mới, và đừng quên click vào cái chuông để nhận được những thông báo mới nhất đến từ mình. Kể từ bây giờ thì có lẽ là cái series Minecraft này của mình sẽ xuất hiện nhiều hơn so với những game khác một chút. Tại vì bây giờ mình đang rất là thích sáng tạo trong Minecraft. Rồi, vậy thì hẹn gặp lại các bạn trong một video khác. Bye bye!